Rất vui được gặp lại quý cô bác và các anh chị trong chuyên mục Đẩy lùi bệnh tiểu đường, an tâm sống vui sống khỏe. Quý cô bác thân mến, hạt chia rất tốt cho sức khỏe với hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như protein, chất lượng tốt, chất xơ, các loại khoáng chất, omega 3, hàng loạt các chất chống oxy hóa và không hề cholesterol. Những chất có trong hạt chia đều rất thích hợp cho quá trình điều trị bệnh tiểu đường với khả năng kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Hiện tại thì có cô bác nào đang sử dụng hạt chia không? Mỗi ngày cô bác sử dụng như thế nào? Cô bác hãy chia sẻ xuống phần bình luận cho chương trình biết với nhé. Nhưng đối với việc phòng chống bệnh tiểu đường thì liệu loại hạt nhỏ bé này có mang lại lợi ích gì không? Ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Thứ nhất, 8 công dụng cực tốt của hạt chia đối với sức khỏe và bệnh nhân tiểu đường. Phần thứ hai, giải đáp câu hỏi của một vị khán giả là chị Nhuận Hoàng gửi cho chương trình, đó là cách sử dụng hạt chia cho người bệnh tiểu đường, xin chương trình giải đáp. Chương trình cũng sẽ hướng dẫn cho chị và cô bác 3 cách pha hạt chia cho người tiểu đường đơn giản ngay tại nhà. Trước khi đến với video chi tiết thì cô bác hãy bấm đăng ký và bấm vào nút chuông thông báo để luôn là người đầu tiên xem được những video sớm nhất của chương trình. Ngay bây giờ, xin mời cô bác hãy đến với nội dung chi tiết. Phần 1, 8 công dụng cực tốt của hạt chia đối với sức khỏe và bệnh tiểu đường. Quý cô bác thân mến, thì hạt chia là một trong những loại thực phẩm rất quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Các chị em thường dùng hạt chia để giảm cân hay giúp da dẻ sáng đẹp hơn. Và gần đây, hạt chia còn được nhiều cô bác biết tới với công dụng rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Thực hư thế nào thì chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết về 8 công dụng cực tốt của hạt chia đối với sức khỏe và bệnh nhân tiểu đường. Xin mời cô bác cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Thứ nhất là hạt chia hỗ trợ trong điều trị bệnh tiểu đường. Với công dụng tuyệt vời của hạt chia mà ít cô bác biết đến, đó là hỗ trợ tốt trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Khi cô bác thèm ngọt thì có thể uống một cốc nước hạt chia để giảm cảm giác thèm ngọt và hạn chế được lượng đường nạp vào và giúp ổn định đường huyết. Khi hòa tan trong nước thì hạt chia hấp thu nước tạo thành các hạt gel. Lớp gel giàu chất xơ này thấm chậm trong dạ dày, giúp cho ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Và ngoài ra nữa thì hạt chia cũng ngăn chặn tình trạng béo phì, nguyên nhân chính dẫn tới căn bệnh tiểu đường. Và ngay sau đây thì mời cô bác cùng đến với công dụng thứ hai. Hạt chia hỗ trợ giảm cân, chống béo phì. Hạt chia là loại hạt đặc biệt khi có khả năng hấp thụ nước rất là lớn. Lượng nước hạt chia có thể hấp thụ lớn gấp 16 lần trọng lượng của nó. Khi cô bác sử dụng hạt chia, các cô bác thường có cảm giác no lâu, giảm khả năng thèm ăn cũng như lượng calo nạp vào trong cơ thể. Chưa kể tới thì hàm lượng chất xơ trong hạt chia rất là lớn nên tốt cho hệ tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón khi ăn kiêng. Cô bác có thể pha một thìa hạt chia với nước ấm và uống hàng ngày sẽ thấy giảm cảm giác thèm ăn rõ rệt. Trước mỗi bữa cơm thì nên uống một cốc nước hạt chia ấm hòa cùng với một ít chanh sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng. Về phần hướng dẫn cô bác cách pha chế một cốc hạt chia ngon và tốt cho sức khỏe thì cô bác cùng theo dõi sang phần thứ hai của video. Còn bây giờ thì xin mời cô bác cùng theo dõi về nội dung tiếp theo. Công dụng thứ ba, hạt chia rất tốt cho hệ tim mạch. Thành phần của hạt chia có chứa khoảng 20% omega 3, là một loại axit béo bão hòa rất tốt cho cơ thể. Trong việc duy trì các chức năng của nhiều cơ quan, omega 3 là một loại dưỡng chất mà cơ thể không tự tổng hợp được. Chính vì vậy, việc bổ sung thông qua hạt chia là một gợi ý tuyệt vời. Lượng cholesterol trong cơ thể sẽ được giảm đáng kể bởi sự có mặt của omega 3. Cô bác mà dùng hạt chia thường xuyên ấy thì giúp hạn chế các bệnh về tim mạch và giúp bảo vệ chức năng của tim. Chưa kể đến thì hạt chia còn hạn chế quá trình đông tụ máu, giúp máu lưu thông tuần hoàn, ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ. Xem đến đây thôi, cô bác có thấy hạt chia quá tuyệt vời đúng không ạ? Cô bác hãy xem tiếp công dụng thứ tư. Công dụng của hạt chia đối với hệ tiêu hóa. Hạt chia có chứa khoảng 40% là chất xơ nên rất là tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột. Công dụng của hạt chia đối với hệ tiêu hóa đã được nhiều người nghiên cứu và chứng minh.
và nhờ có nhiều chất xơ nên hạt chia rất là tốt cho hệ tiêu hóa của cô bác và giảm áp lực lên dạ dày, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh hơn. Nó còn bảo vệ đường ruột một cách tối ưu. Cô bác thường xuyên sử dụng hạt chia sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc những bệnh lý liên quan tới đường ruột, kể cả bệnh táo bón và bệnh tiểu đường. Tiếp đó nữa là một công dụng nữa cũng rất là tuyệt vời đối với cơ thể của cô bác. Công dụng thứ 5, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Do là hạt chia có khả năng hấp thu nước lớn, hạt chia thì góp phần tạo ra năng lượng dự trữ cho con người, tăng sự dẻo dai và hỗ trợ vận động của xương khớp, phục hồi cơ thể. Hạt chia còn có hàm lượng protein rất là cao, thích hợp với những người hoạt động thể thao nhiều. Chính vì thế thì cô bác không nên bỏ qua món thức uống này nhé. Và tiếp theo thì hạt chia còn có công dụng gì nữa? Xin mời cô bác cùng theo dõi ngay sau đây. Công dụng thứ 6, hạt chia hạn chế quá trình lão hóa. Cô bác thân mến, sự có mặt của omega 3 kết hợp với hàm lượng protein cao giúp hạt chia giữ vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình oxy hóa, lão hóa da theo thời gian. Hạt chia làm sạch độc tố tồn tại trong cơ thể, mang tới sức khỏe dẻo dai và làn da sáng bóng. Công dụng của hạt chia ở đây là giúp cung cấp lượng oxy hóa gấp 7 lần so với nhu cầu hàng ngày của cơ thể, giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Quá tuyệt vời đúng không nào? Hạt chia nó còn hạn chế quá trình lão hóa cơ đấy cô bác ạ. Cô bác đừng có bỏ lỡ món đồ uống này nhé. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với công dụng tiếp theo. Công dụng thứ 7 là hạt chia hỗ trợ hệ thần kinh. Chức năng của não cũng như hệ thần kinh được hỗ trợ tối đa cho lượng omega 3 lớn trong hạt chia. Loại hạt này thì góp phần vào quá trình hình thành các tế bào thần kinh, giúp não bộ hoạt động tốt hơn. Và đặc biệt đối với trẻ nhỏ, công dụng của hạt chia này rất cần thiết và hiệu quả. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với công dụng cuối cùng. Công dụng thứ 8, hạt chia mang tới làn da đẹp. Công dụng của hạt chia cuối cùng cần được nhắc tới đó là tác dụng làm đẹp da và tóc. Chứa hàm lượng lớn omega 3 ALA cùng với chất chống oxy hóa, hạt chia mang tới cho cô bác một mái tóc óng ả và một làn da đẹp. Vì cơ thể con người không có khả năng dự trữ chất đạm nên việc bổ sung chất đạm thông qua hạt chia là một việc làm quan trọng để giữ cho một làn da mịn màng và mái tóc chắc khỏe. Trên đây là 8 công dụng tuyệt vời của hạt chia rất hữu ích. Hy vọng cô bác đã có thêm cho mình những thông tin bổ ích nhất về loại hạt chia đầy dinh dưỡng này. Cô bác hãy nhanh chóng bổ sung ngay loại hạt này trong bữa ăn hàng ngày của mình cô bác nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta đến phần tiếp theo. Phần 2 là giải đáp câu hỏi của một vị khán giả là chị Nhuận Hoàng gửi cho chương trình, đó là cách sử dụng hạt chia cho người bệnh tiểu đường. Xin chương trình giải đáp. Với câu hỏi của chị thì chương trình sẽ hướng dẫn cụ thể cho chị và cô bác cách pha hạt chia đơn giản tại nhà ngay sau đây. Pha hạt chia thì rất có nhiều cách pha giúp chị và cô bác dễ dàng hơn, nhưng hôm nay chương trình sẽ chia sẻ cho chị và cô bác 3 cách đơn giản nhất. Thứ nhất là cách pha hạt chia với nước ấm. Đây là cách sử dụng hạt chia đầu tiên và đơn giản nhất mà chương trình muốn giới thiệu cho cô bác. Với cách chế biến này thì cô bác cần chuẩn bị 1 thìa hạt chia, 1 cốc nước ấm 200ml, nhiệt độ khoảng 40 đến 50 độ C. Sau đó cô bác dùng thìa khuấy đều tay trong 5 phút để nước và hạt chia hóa thành dạng gel. Khuấy thật đều tay để gel không bị vón cục cô bác nhé. Như vậy thì chúng ta đã có 1 cốc nước hạt chia rồi đấy ạ. Cô bác nên uống trước hoặc sau bữa ăn tầm 30 phút. Gel chia là một thức uống giảm cân cực kỳ hiệu quả dành cho cô bác nào đang muốn giảm cân. Thì cô bác nên sử dụng nước hạt chia trước khi ăn cơm để khi vào dạ dày thì hạt chia sẽ tiếp tục ngậm nước, lúc đó cô bác sẽ có cảm giác no trước khi ăn cơm. Hạt chia còn có tác dụng chuyển hóa đường trong thức ăn thành đường đơn, nên không gây ra hiện tượng thừa đường trong cơ thể. Như vậy thì cô bác yên tâm sử dụng nhé. Và tiếp theo là cách pha thứ hai, nước uống hạt chia với mật ong. Nguyên liệu thì cũng giống cách pha đầu tiên, 1 thìa hạt chia 200ml nước ấm tầm 40 độ C, 1 thìa mật ong nguyên chất. Cách làm thì cũng giống như cách ở trên.
Cho một thìa hạt chia vào cốc nước ấm, khuấy đều, sau đó cho một thìa mật ong nguyên chất vào và khuấy đều. Cô bác đợi khoảng 5 phút để hạt chia nở mềm, tạo thành lớp gel, cô bác có thể thưởng thức ngay. Mỗi ngày uống một cốc trước hoặc là sau bữa ăn tầm 30 phút. Rất đơn giản đúng không cô bác? Tiếp theo thì chúng ta đến với cách pha thứ 3, nước chanh, hạt chia và mật ong. Nguyên liệu: một muỗng hạt chia, 750ml nước ấm, một quả chanh, một thìa mật ong. Cách làm: cô bác ngâm hạt chia vào nước, để 5 phút cho hạt chia nở đều ra, khuấy đều để hạt chia không dính vào nhau. Thêm nước vào và pha thêm mật ong cho vừa miệng. Chanh thì thái lát mỏng, bỏ hạt, thả vào cốc rồi khuấy đều lên. Cô bác có thể cho thêm một chút nước chanh tùy theo sở thích của cô bác. Cô bác có thể để tủ lạnh cho mát và cô bác có thể dùng sau ăn 30 phút cô bác nhé. Như vậy thì chúng ta đã có 3 cốc nước hạt chia, nhìn rất là hấp dẫn và đẹp mắt đúng không ạ? Còn bây giờ thì hãy thưởng thức nó ngay thôi. Và tiếp theo là chúng ta đến với một số lưu ý khi uống hạt chia với mật ong đúng cách. Cho dù đây là thức uống rất là an toàn, có nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và bệnh tiểu đường, tuy nhiên cô bác nên chú ý. Cô bác không nên quá lạm dụng hạt chia vì có thể gây đầy bụng, khó chịu và đi ngoài. Cô bác không nên sử dụng hạt chia quá 2-3 thìa cà phê, tương đương với 10-15g trong một ngày. Không nên pha hạt chia với nước quá nóng bởi sẽ làm biến đổi các chất dinh dưỡng trong hạt chia như omega 3. Nếu cô bác muốn hạt chia nở nhanh thì nên pha với nước ấm tối đa 60 độ. Nên ngâm hạt chia khoảng 10 phút để hạt chia có đủ thời gian ngậm nước và nở thành gel, giúp cơ thể hấp thụ được các dưỡng chất dễ dàng. Trên đây là những thông tin về công dụng và cách sử dụng hạt chia cho người tiểu đường. Cô bác hãy bổ sung hạt chia một cách hợp lý trong khẩu phần ăn hàng ngày để có kết quả kiểm soát đường huyết tốt nhất nhé. Chúc quý cô bác và anh chị luôn có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Quý cô bác thân mến, vừa rồi chúng ta vừa đi tìm hiểu về hai phần nội dung chính. Hy vọng rằng những thông tin và những kiến thức ngày hôm nay đã giúp cho quý cô bác có thêm những kiến thức, những thông tin bổ ích để phòng và điều trị bệnh tiểu đường ngay tại nhà. Nếu cô bác có những câu hỏi hay thắc mắc gì, xin vui lòng để lại bình luận phía bên dưới để ban biên tập của chương trình sẽ giải đáp mọi thắc mắc đó trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý cô bác đã đón xem video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!